Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi video YouTube kênh Chuyên Hàng Bãi. Thì hôm nay cơ khí chuyên hàng bãi lại nên cho mọi người một số món hàng như sau. Đấy. Thì hôm nay em lại nên một số các cái mặt hàng có tại đây. Thì rất mong anh em ủng hộ và like chia sẻ. Anh em quan tâm mua hàng thì hình thức mua hàng thì cứ nhắn tin, gọi điện, Zalo, Facebook và kênh YouTube nhé. Thì số liên lạc để mua hàng có thể là qua mấy số điện thoại trên: 0394 822 379 và 0989 821 011. Thì hàng thì chưa bao gồm phí ship, phí vận chuyển nhé. Thì em ship code toàn quốc, anh em có thể ưng muốn nào thì ủng hộ em. Đấy. Thì hôm nay về được 39 món để phục vụ mọi người. Thì rất mong anh em ủng hộ và chia sẻ để có thể cho mọi người mua được những sản phẩm bên em. Và chia sẻ và đăng ký, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em một đăng ký để lấy tương tác với mọi người. Và cái thứ hai là anh em và chị em có thể là đăng ký thì hôm sau em sẽ lên clip gì thì anh em sẽ nhận được cái video để không bỏ lỡ cái video để mua hàng và săn những sản phẩm bên em đang có sẵn ở đây nhé. Thì không dài dòng nữa thì bên em bắt đầu vào cái mã đầu tiên cho quý anh chị. Đây, anh chị có thể mua thì tại địa chí vòng xoay cổng 11 Biên Hòa, Đồng Nai, chuyên tun, công ty chuyên tun ở đây, chi nhánh trụ sở chính. Còn chi nhánh chuyên tun thì tại vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Đó. Thì anh em có thể mua hàng, hoặc là khu vực phía Bắc thì có thể là liên hệ với chuyên tun 2, số 10 An Định, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương nhé. Đó. Hoặc là Sài Gòn thì có thể là quận Bình Tân, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gần công viên Gia Phú, ngay khu trạm thu phí An Sương đi vào tí nhé. Rồi, giờ em giới thiệu cho mọi người là cái sản phẩm đầu tiên là một cái cán 12 thép của Tung Canoi, hàng mới keng, chưa khui nhé, còn tem còn nguyên này. Đó, cán này nếu mà mới 1,5 triệu nhé, không hề rẻ, của Tung Canoi, hàng Nhật thì rất là đắt nhé. Đó, còn nguyên tem này, có ốc sơ cua này. Đó, và một hộp chip này thì bên em bán với cái giá là 1.000k, tinh bóng thép nhé, chip cán 12T11 đây, mã số A12 đây, STU PG1102 này. Đó, cán 12. Rồi, anh em nào chốt đơn thì giá 1.000k nhé, 1 triệu cho anh em. Rồi, tiếp theo mã thứ hai là hai cái cán 20 x 90 độ, được hàn hợp kim. Con này thì mẻ một chút chứ không vấn đề gì. Anh em vát C hay trăm phơ hay vát cạnh là hợp kim của Nhật nhé. Hai cây này của Nhật bao ngon cho anh em. Đó, hai cây này thì 250k, phi 20 năm. Anh em về lấy cái cán này cũng ngon này. Đó, cán này của Nhật nhé. Hai cây 250k, mã số 2. Rồi, mã số 3, 500k trên 100 chip, mua 200 chip tặng một cái cán chơi lớn luôn, 2 năm 10 20 16. Rồi, cán này thì mã số 4, 100 150k, 200k đều có cán nhé. Đó, cán to cán nhỏ tùy. D11 tinh bóng hạt thép, chạy chuông xe máy ok, số lượng nhiều cho anh em. Rồi, mã số 5 thì 100 chip T16, 600k trên 100 chip T16 giờ 02, siêu đẹp luôn nhá, có thể chạy móc lỗ hoặc tiện ngoài hai hướng, chip đúc nhé, giờ 02, tinh bóng thép đây, bây giờ của nó rất là nhỏ và chạy số lượng người ta bỏ ra, chạy thép thì tuyệt vời cho anh em, tại số nhiều nên mới bán rẻ này nhé. Anh em mua cán thì 150, 200, 300k, 16, 20, 25, 32, đây là cán 32, trái phải nhọn đều có nhé.
anh em lấy như nào thì tư vấn cho. Còn như bộ này thì anh em ví dụ như cán 16 thì cứ nhân đến 150k trên một cán nhé. Nếu mà 5 1 2 3 4 5 mà cán 16 thì 750k cho anh em. Có thể cán 20 luôn nhé. À quên, cán 20. Có thể cán 25 nếu lấy chip. Nếu có thể để cho cái giá cán, còn chip là 600k trên 100 chip, mua 200 chip tặng cán bất kỳ. Rồi tiếp theo là mã số 6. W08 giá 0408 tinh bóng thép nhé. Giá 800k trên 100 chip, mua lẻ thì 10k. Cán thì 150 đến 200k trên một cán. Đây, cán trái phải nhọn. Đó. Tiếp theo D15 cũng vậy, cán và chip 800k trên 100 chip. Hạt này rất là đẹp nhé. Đó. Con này rất là đẹp. Mua 200 chip được tặng cán. Hai dòng này đều thế. Khuyến mãi luôn. Cán thì 150 đến 200k, trái phải nhọn. Đây em lấy đại diện ra thôi. Nhá. Rồi tiếp theo là cái cán này. Trước mua khá cao. Trích mặt đầu có thể 60 cung phi 60. 60 đến 75, đây nó có sẵn rồi. Cái cá Israel như mới tinh. Trước mua đắt giờ giảm, trước bán 1.6 triệu giờ bán 1.250, chip thì 20k trên một viên, ít cái Israel 4 5 và 6 ly đều có nhé. Chip chưa tính, một cán 1.250, trước bán 1.6 triệu giờ giảm xuống. Rồi. Thì mấy cái này đi săn là cực kỳ đắt luôn. Đảm bảo với anh em. Anh em nào trong nghề thì mới biết, còn anh em nào không ngoài lề mà cá giá cao mà chưa với tới thì bỏ qua, không nên xài mấy cái dòng này rất là cao. Đảm bảo em đi mua rất là cao nhé. Rồi tiếp theo là mã số 9. Là 1 2 3 4 5 6 7. 7 mũi khoan 8 ly. 8 ly dài. 8 ly dài 300 350 nhá. 2 200 400 400 3. Cái này phải đo lại cho chắc ăn, không mất công nộn thì không hay. Đây 150 này, 150 này, 300 này, vậy là 400. 400 nhé. Cái này 350 và 300. Đó. 2 4 6 7 cây. Đó là 1.6 triệu nhé. Mấy mũi này mà mua không hề rẻ. Hai cây này mới nhé, hai cây này mới tinh. Hai mua hai cây này là mới tinh nhé. Chưa sử dụng, đầu nó còn vàng rơm. Mua cây này không dễ. 500.000. Đến 1 triệu. Mấy cây này cực kỳ đắt của Nachi này. Nachi là không hề rẻ. Mua một cây 5 ly mà phú màu trắng kia 300 mấy chục nghìn. Ngắn nhá, tầm 100 120 gì. Rồi tiếp theo mã số 10 thì một combo gỗ dao định hình chạy gỗ nhá. Dao này thì bộ này thì đủ các cung cầu lõm côn bắt xê cầu quét và biên dạng nhé. Boi là các thứ 350k mã số 10. Rồi tiếp theo hai cái cây go này giá 500k hai cây, thước đo cao đo sâu, anh em gá đo hàng đơn hàng sâu chính xác hoặc là gá những cái hàng vào máy để mài dao hoặc các thứ hoặc là đo chiều sâu. Hai cây 500k, mua lẻ thì 300k một cây, mua cả cặp thì 500. Rồi tiếp theo là cây thước đo cao đo sâu. Thước này là 200, 150, 200 này. Giá 900k. Rồi tiếp theo mã 23. À, quay lại đây. 13. 13, mã này 400k trên 100 chip. À, 400k trên chục chip. À, dao hợp kim móc lỗ này.
có cây mài đáy rồi, có cây chưa mài nhé. Đấy, có cả cây 3 ly và 4 ly. Đấy, móc lỗ hai đầu, móc cây hợp kim nguyên khối nhé. Đó, có cán kèm theo nếu mà anh em cần. Rồi tiếp theo là mã, cái này em có mấy cái mà nay tìm không ra, nói chung là đặt trước thì bán hết rồi, cái lô bữa trước bán hết rồi, nay còn một cục bán 150k cho anh em nhé, còn mấy cây nữa nhưng mà không biết nằm ở đâu, nếu anh em mua thì em sẽ tìm cho, mua nhiều thì em bán rẻ đi. Rồi tiếp theo là 2, 4, 5 cây doa phi 6 hợp kim K3 nhé. Đây, đo kích thước cho anh em luôn. Kích thước đây 100 ly, me 50 ly, giá 350k trên 5 cây. Rồi tiếp theo mã số 16, 300k cho 7 cây mũi phi 11.2. Và anh em khoan inox các thứ, đây khoan inox quên nước này, cháy các thứ. Hoặc là trong quá trình nó mòn quá mà không biết thì nó sẽ cháy như này mà chưa kịp mài. Anh em cần thì liên hệ nhé, 7 cây 300k. Mài qua cái là về anh em xài bình thường nhé, me của nó vẫn còn được 45-50 ly nhé. Đó. Rồi tiếp theo mã 17, Eto Hà 150, giá 4 triệu, có cả tay quay đủ nhé. Đó, kẹp mà Eron của Nhật, Japan, chưa bao giờ gì thế này, 4 triệu mà các cả tay quay đi theo. Rồi mã 18, 3 triệu 500k, 3,5k Eto Hà 120 130. Rồi tiếp theo mã 19, 40 cây dao cạo via của Nhật nhé, 200k. Dao này vẫn còn rất là bén luôn, người ta cạo chưa có ấy gì, đây là rất là sắc và bén này. Đó, bén lắm, còn như dao mới luôn, nó không có đấy thì kiểu như là ấy. Đây xem cho anh em coi nó chưa, rất là sắc. Đó, anh em có dao cạo thì cần mua dao cạo thì 150k cái cán mới nữa nhé. Đó, 200k. Mã 20, 500k cán khoan chip ZCMT. Cái cán này là phi bao nhiêu đây, mở quá rồi, có số đây, phi 17 x 34, chip ZCMT 06 nhé. Đó, có thông số đây, vẫn còn rất là ok. Cái khoan này thì nó chỉ cần khoan lệch tâm đi là nó cạ, nhưng vẫn khoan chip thì không ra, có nghĩa là không lệch tâm hay không thì cái chip này nó chỉ ăn tới đây thì nó ăn là nó sẽ quọ ở dưới, hoặc là nó phoi nó không ra kịp thì nó quọ thôi. Anh em khoan cái nào cũng thế, to cũng thế, nhỏ cũng thế nhá. Rồi tiếp theo là mã 21, 100 con 1203 tuyển chọn, mà không phải là tuyển chọn nữa mà là trong một cái thùng còn 10 kg, 50 kg mà mọi người mua gần hết rồi, chục ký đấy. Thì con này là nó bo R nhé, nó tựa như LX2525 hoặc LX4545. Thì mỗi cái dòng của công ty hãng thương hiệu nó sẽ ký hiệu khác nhau, nhưng mà đều mục đích là bo R và tinh bóng nhé. Đó, một mua nén thì 1,5 triệu trên 100 con. Đó, mua nẻ thì giá khác, nói chung là ít nhiều thì em vẫn bán 15k. Hàng rất là đẹp, đây không tì vết luôn, con nào con ấy đều này, me nó này. Đó, mọi người coi đó, nó chưa cháy, cháy là nó vết ngay, cháy ví dụ như con này nó cháy này. Đó, thì là cháy, em sẽ hạn chế con cháy, em sẽ nọc những con này quá ra, hoặc có 1-2 con thôi, nói chung là không có bao nhiêu đâu, thì em mua cứ yên tâm đi. Anh em nhận hàng cứ kiểm tra hàng, không đúng khiếu nại hoặc là trả hàng, không vấn đề gì nhé. Đó, rồi T16 R08, con này chạy thép phay
bắt xe đều được, tiện đều được nhé, 500k trên 100. 100 con, anh em có cán chưa có cán thì alo, con này tiện ngoài tiện trong, phay đều được nhé. Rồi, tiếp theo 100 con này là con này hôm vừa rồi có chụp cái hình như này, con này quên cái mã số của nó, giống giống 1135 nhưng mà nó có mít xu hơi vênh vênh. Anh em nhìn không, đẹp không? Quá đẹp luôn. À, không tí vết luôn. Con chip mà như thế này thì anh vừa bỏ này. Quay tối thì nó không có rõ nhưng mà đảm bảo là anh em nhìn dù này anh em sẽ thấy nó không tì vết luôn, không có mèo cháy gì hết này. Có con này cháy, con này bé đầu, một đầu thì bỏ loại nha. Nói chung là lựa cho anh em đúng con hai đầu nhé, cứ yên tâm. Rồi tiếp theo là cái mã 23 500k giá đỡ, rất là mới nhưng mà vì sao mới, rất là mới nhưng mà chưa có đánh này, xịt qua nhẹ nhàng cái này nó sáng quang lên ngay như mới tinh nhé. Đó, của Nhật em về chưa thèm vệ sinh luôn. Rồi 24 là một gồm một cái đồng hồ, đây một cái đồng hồ từ 10 cho đến 18 mini, cái lồng đèn không biết nó có xiết ở đây không, nó đảm bảo là mất cái lồng đèn hoặc là xiết ở đâu đấy. Cái đồng hồ này thì nó to hơn, nói chung là phải bỏ ra nhá, dung sai không vết không một. Đó, anh em lắp đầu vào đây, anh em đo các cái kích thước, ví dụ như anh em cần đo cái lỗ phi bao nhiêu, ví dụ đo lỗ 10 hoặc 10 10 thì anh em siết cái đầu ngắn nhất này vào, nó không có cái này nhưng em lấy tạm cái này em hướng dẫn. Ví dụ như anh em muốn đo cái lỗ này, anh em lắp cái đầu này 10 ni vào đây, đây đây đang lắp cái đầu ngắn nhất này, nó đang lắp lộn này. Đó, không biết là con này có bị thiếu một con nào, hình như thiếu một cái sao. Bộ này là 1 triệu nhá cho anh em, hôm bữa đi mua mà trên bãi nó quất 1,2 triệu mà chúng nó vẫn bảo là rẻ thì không biết là chúng nó bảo rẻ cái gì. Thôi thì mình cứ mua về mình, đợt này hàng nó cũng mấy tháng này không công không ra được rồi, anh em thông cảm, không có hàng trong khi đang là mấy cửa hàng nó đều thanh lý mà giá rất là chát, không hề rẻ nào. Rồi tiếp theo là cái mã số 25 1,5 triệu thì gồm gì, đo từ 7.5 cho đến 10 ni đầu này, anh em sẽ nắp vào đây, anh em sẽ nắp vào đây xong anh em nắp cái đồng hồ rồi nhé. Đây em sẽ lấy này, đồng hồ này nắp xoáy vào đây. Anh em sẽ dùng cái ban me anh em đo nhé, anh em đo ví dụ như anh em lắp vào đây xong anh em lắp đồng hồ vô nhé, nó nguyên chính như này, xong anh em xóa vào đây anh em xét về không cho em, ví dụ sang từ đây sang đây là lớn, từ đây sang đây là nhỏ, cái đồng hồ này là không phết không một micromet nhé. Đó, rất là chính xác, tính bằng phần ngàn này. Thì cái này nó mới là đúng của nó, nhưng mà tại vì sao cái này nó đang cắt ra nên là nó chưa phù hợp với cái đuôi, đúng ra là cái đuôi bằng như thế này này. Đó, nhưng mà vì cái dòng này nó phải đo bằng cái phần ngàn, anh em nắp phần trăm và là sai, là chỉ đo được nốt thôi nhá. Khi mà anh em nắp vô đây đó, em hướng dẫn cho anh em để về anh em có thể làm được nhé. Nói chung là có những người là chưa từng trải qua cái dòng đồng hồ này. Lần xưa, ngày xưa nói thực sự em cũng thế, bỡ ngỡ, rất là bỡ ngỡ luôn. Đi làm công ty tôi thật là dốt, không biết cái gì. Mình thấy đồng nghiệp mình đo mình không biết cái gì luôn. Nói thẳng là như vậy, không biết luôn, không biết cách đo làm sao ấy. Thế xong về sau mới hỏi người ta thì người ta chỉ là xét như này, xét vào ban me hoặc xét vào cái dinh này chuẩn này bảy chứ, ví dụ cái này là 9.5 thì mình cho vào cái 9.5 mà nó cứ về không này là ấy này là lúc là chuẩn này, xong mình đo ra con hàng thì mình đo 9.5 là nó dương hoặc âm một vạch hoặc hai vạch thì là âm mấy phần ngàn đấy đó, nên là sau này mình mới biết là đo như thế. Đó, chứ không nhiều khi không dấu rốt được. Nói chung là mấy cái dòng này thì anh em chưa đo, đặc biệt là mấy anh em đo lỗ chính xác hoặc lỗ xin anh ấy, thì anh em rất là dành rồi nhé. Đó,
Thì công dụng của bộ này nó như thế đó. Hoặc là bộ này thì cũng giống nhau, cũng xét trên cái ban me điện tử hoặc ban me cơ hoặc ban me chính xác. Thế xong anh em xét về không, cho nó đáy vào cái cốt và cái kim này. Đấy, để cái này thế đó. Khi về không thì thằng này sẽ nhỏ, thằng này sẽ là lớn. Ví dụ đến số này là dương một, từ đấy đến đây là một 10 vạch là một gem này. Qua hai vạch thì qua không hai vạch thì là hai vạch ba vạch, hoặc qua đây hai gem, hoặc dưới đây là min, min thì nhỏ hơn một gem, tới đây là 5 hoặc hai vạch nữa. Đó. Max hoặc min tùy theo cái dung size của mình cho nhé. Theo bản vẽ. Rồi, tiếp theo là cái đồng hồ Taiwan. Nó 26 500k, bộ này ngắn, cây này ngắn, dài tầm 150 thôi. Để lắp mấy cái đồng hồ chính xác này này. Phần trăm phần ngàn. Thì bên em có cả phần trăm phần ngàn đấy, anh em cần thì hôm níp trước đã có nhé. Rồi cái đồng hồ này là mã 25 26 là 500k, cây này đế tròn là 650k. Rồi tiếp mã 27, không mất thời gian nữa, dài video thì rất là xem nó rất là lâu cho anh em, nãy giờ cũng khá là ấy rồi. Rồi tiếp theo là cái mã 27 1,1 triệu cho cả cái đồng hồ 1/1 micromet này, phần ngàn này. Và cái cán thì 650k bán rời, giống như bên này thôi. Mà bán cả đồng hồ này thì đây. Đó, sống 100% nhé. Gạt lên gạt xuống là ok, phần ngàn cho anh em. Phần ngàn thì kim nó ngắn nhé. Rồi tiếp theo, cái đầu bi này là kim hợp kim nhé, chứ không phải là thép đâu. Tiếp theo là mã 28 là 750k. Đấy, đồng hồ rất là dài, còn duỗi được ra nữa nhé. Còn cái lớn nhất này, mã 29 là 1 triệu. Đó, giá công khai cho anh em, cần gì thì alo. Rồi tiếp theo là mã 30. Thì hôm nay những cái này thì đang níp ở trước rồi. Thì giá 500k. Còn mà cái mã của nó đây là một cái đồng hồ chân dài thụt lớn hơn so với cái đồng hồ bình thường nhé. Đồng hồ bình thường thì nó chỉ có là 10 mấy ni thôi, 13, 12, 13 ni thôi. Nhưng cái này dài đến 20 mấy ni, 22, 23 ni nhé. Đó, cái này thì 680k cộng ship cho em. Cái này thì 500, một cái 500 một cái. Phần trăm, còn đấy phần trăm nó dài nhé. À, thụt này. Thụt thì rất là êm. Chính xác, anh em có ấn thoải mái nó cũng không sao. Đó, còn cái này là cây này nối được, tháo ra vặn đầu này ngắn lại cũng được. Đó, mục đích là thế. Rồi, tiếp theo là cái cán thắng lợi vắt C hãng Line của con chip của hãng Line này. Line là số 9 này. Đó. Hay là cái gì đây? Ờ, nai đây, nó có chữ nai, nai và số 9 luôn này. À. Rồi 15k con chip, cán thì 150k, nhanh tay phát xe, chạy biên dạng, chạy nấn, không nấn tuyến đều được, hoặc mắc kinh. Mục đích con này là để mắc kinh mấy cái chữ này, à, mắc kinh mấy cái chữ hoặc cái rãnh, hoặc là ăn vắt xe vào, ăn nấn nấn biên dạng vào, ăn phá bậc. Ví dụ anh em cứ nấn chạy vào, anh em chạy nhé, thì rất là hiệu quả. Rồi tiếp theo là ba cây dao, một cây nó mới, một cây siêu nước, hai cây siêu nước, nói chung là như mới keng luôn. Đây, mở ra là anh em thấy nó vàng như là vàng bốt số 9 luôn. Đó, dao này chạy tinh thì thôi rồi nhé. Vui tân cả ra cho anh em coi, mất thời gian tí nhưng mà cho mọi người coi rõ hơn hai cây này. Sắc sảo luôn. Đây, cây này mới này. Không biết là cây nào mới này. Cây nào mới tinh. Đó. Vàng ươm luôn. 700k hai cây. Mua tầm 600k đấy. Kiếm anh em một xị nhé. Rồi tiếp theo. Cái chip khoan thì khoan loại nhỏ 05/06 nhé. Thì 8k mã 33. Mã 34 chip tiện gen 11 và 14 UNC 15k trên 100 chip. Mấy con này đã lâu cũng ngại bán ấy. Anh em cần thì mới thực sự là cần. Rồi tiếp theo mã 35 bộ căn 18 lá
2 4 6 8 10 12 14 16 18. 18 lá. Kê mã Eto này đặt lên đây. Anh em kê vào đây nhá. Kê vào đây. Đó. Thì nó sẽ đồng đều. Anh em khoan đặt hàng khoan hoặc các thứ phay thì anh em kê. Giá là 1,2k. Rồi tiếp theo là cái bộ nã nỗ này đánh xoáy súp bắp này. Xoáy cây súp bắp thì đây là cái cây này thì nó bằng hợp kim mài hàn mài nhé. Đó. Cắm vào đây. Cái này nó là cái lỗ côn này. Anh em nã thì có cây dẫn hướng thì nó sẽ nã lại. Đây, đó, đây là những cái cây cái hợp kim của nó nã rất là bén nhá. Đó. Nã xong, anh em có thể do bằng cái cây đá này kim cương này. Đó. Đá bằng kim cương để mài lại nhá. Tùy theo cái dụng sai kích thước này nã nhá. Của nó là phi bao nhiêu đây? 23 24 27 27 5 29 30 31 31.5 nhá. Đấy. Góc thì nó có nhiều loại. 31 thì có 45 này, 45 58 và 30 độ này. 27 thì có 45 độ, 26 45 độ, 27 45 à 58 26 30 độ. 24 thì 45 24 45 độ, 24 58 độ và 24 23 30 độ, 22 45 độ, 21 45 độ và 22 58 độ và 20 30 độ. Đấy, tùy theo cái kích thước của cái súp bắp của mình nhá. Đây là cây súp bắp em chưa có giá quên rồi. Mấy này không nhớ. Con ốc này thì vặn vào đây để đáy cái cục này ra khi mà nó đóng cái côn. Cắn ở đây nó có côn này. Thằng này cũng côn, thằng này cũng côn. Chế cắm vào đây là nã. Cây dẫn hướng là nắp cái súp bắp. Rồi tiếp theo là cái mã 37. 37 thì gồm chấu 6 inch, 8 inch, 10 inch. Giá hàng Taiwan nhé. Rất là đẹp. Siêu đẹp luôn. Chính xác và chất lượng. Đó. Đóng số đàng hoàng. 400 350k, 450k và 550k, 6 8 10. Tiếp theo là cái đá thì 6k trên một viên đánh cao su này, đánh gọi là làm nguội via hoặc là khuôn, đánh khuôn các thứ nhé, làm ba via có đánh khuôn rồi đánh các thứ. Rồi tiếp theo mã 39. 39 thì gồm cái này nó cũng hơi nâu đời và cái này nó cấn đâu rồi. Cái cấp độ nhám 1 2 3 tam giác. 4 tam giác gì nhá. Cái này cho rằng ngành anh em tiện thì nói chung con này nó cũng nâu đời rồi nhưng vẫn còn rất là đạt. Đấy, đây. Con này chỗ này thì nó tinh quá thì nó hơi mờ. Đấy, giá 500k cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Đấy, thì anh em quay được thì like và chia sẻ, đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào. Mọi chi tiết xin liên hệ Zalo 0989821011. Địa chỉ công ty chuyên tại vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai, và bên em thu mua hợp kim phế liệu, hàng mỡ vỡ, hàng tồn kho, hàng thanh lý, hàng mới cũ, hàng quá đơn hàng, hết đơn hàng sử dụng nhé. Đấy, chi tiết xin liên hệ vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai, Nai và vòng xoay Tam Hiệp. Biên Hòa Đồng Nai, cổng chào Tam Hiệp, đối diện cây xăng Xuân Ninh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.